Hello, xin chào mừng ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sanna Vlog nữa đây. Thì cái nhà mình thấy cái cảnh này chắc lẽ là cô chú, anh chị mình cũng đã biết được là đây là đâu rồi. Đây là nhà tôn mà mình trước đây mình cắt cho Thúy An ở mọi người. Thì từ cái lúc mà Thúy An đi chưa thoát tới giờ cũng khá là lâu rồi. Đó, và ngôi nhà này từ lúc Thúy An đi rồi vẫn có con linh vào. Thì mấy hôm nay cũng có rất là nhiều cô chú, anh chị có một suy nghĩ và cũng như là có một cái ý kiến là mình muốn mình triệu hồi Thúy An lên, mà thật sự Thúy An đi chưa thoát. Nhưng mà nói về chưa thoát á thì chắc có lẽ là cô chú anh chị mình cũng có một số người rất là mơ hồ là không biết siêu thoát như thế nào. Siêu thoát là cũng như là giải thoát, là bỏ khỏi cái cõi này, giống như là lúc mà chết đi mà không được đi siêu thoát á, mà còn ở lưng chừng cái cõi này cái nè, là giữa âm và dương, thì tôi gọi là ma là quỷ. Mà khi siêu thoát rồi á, là có nghĩa là gọi là bỏ cõi trần về cõi âm là giải thoát đó. Nhưng mà khi về cõi âm tùy theo người có tội và không có tội nữa. Nếu mà người có tội á thì phải ở dưới địa ngục và sự chịu cái sự hành hạ và đày đọa của kiểu như là diêm dương, và tùy theo cái tội mà nằm ở bao nhiêu tầng. Theo mình biết là có hình như có 12 tầng địa ngục, thì người nào mà nằm sâu nhất là 12 tầng, là tầng 12 là rất là nặng, là rất khó để siêu sinh. Mà khi mà trả hết nghiệp ở dưới địa ngục rồi mà trở lên cõi trần để mà đầu thai, có thể làm mèo, làm chó, làm heo, làm vịt, làm gà, làm ngỗng để mà trải nghiệp ở kiếp này đó. Thì hôm nay á mình đến ngôi nhà này, thật sự nãy giờ mình cũng có đi một vòng trong nhà thì mình cũng có nghe một số tiếng động nhưng mà không thấy vong linh. Thì mình muốn tóm tắt thời gian nó gọn cho cả nhà mình xem á, thì mình bày cúng, mình cúng luôn, và hôm nay là mình sẽ triệu hồi Thúy An, mình thử coi Thúy An có lên được hay không ha. Tại vì rất là khó để triệu hồi một vong linh mà đã được đi về cõi âm cái nhà. Hả? Ngoại trừ là vong linh đó có một cái gì đó tốt ở kiếp trước và được ở dưới người ta cho lên đó, thì mới được lên thôi. Giống như nhiều người đã bị như chết lâu, rất là lâu rồi, nhưng bỗng nhiên cái về nhập vô người thân này nọ, rồi than khóc than khổ, rồi rồi kêu con cháu này nọ phải cúng kiến này nọ, hoặc là phóng sanh để mà bớt cái tội nghiệp mà lúc mà sinh, sinh tiền đó cái này. Đó, thì hôm nay mình cũng là một cái dự tính thôi, chứ thật sự mình cũng không có chắc là sẽ chịu hồi được Thúy An đâu. Nhưng mà tại vì một số anh chị cô chú cũng yêu cầu mình quá, thì ok, thì không dầm nữa. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một dĩa cây và đèn cầy và nhang, cái đèn bạc để mà triệu hồi của Linh Thế An nữa nha. Thì đây mình có một tấm giấy này nha, tấm giấy là tấm giấy trắng, bây giờ lấy trên góc này là bốn chữ, chữ Tàu. Thì mình sẽ mượn cái tấm giấy tống, giấy trắng này làm giấy tống cái nha, những lá thư á để mình ghi tên họ Thúy An và triệu hồi lên nha. Trước hết thì mình phải đốt đèn cầy, đốt nhang mình đốt đã. Nếu mà thuận tiện cho vấn đề thì An lên đây cái nhà, nếu mà đủ ánh sáng là mình sẽ đèn cầy đủ ánh sáng, mình sẽ tắt luôn đèn
tắt luôn cái đèn để mà đủ lấy lại cái ánh sáng thôi. Bây giờ mình thử nha mọi người, mình thử tắt đèn, thử coi cái ánh sáng đèn cài đủ để mà cái nhà thấy không. Ồ thối dữ rồi, rất là tối rồi đó, vậy thấy nè. Nhưng mà nó góc gần quá, mình phải lôi cái camera xa ra mới được. Tại quay ở cái chế độ góc gần thế này thì nó rất là sáng mọi người, nhưng mà có một điều là góc rất là gần nên của chúng thì mình sẽ bị hẹp góc xem. Ok vậy được rồi đó, anh đèn cày thôi đủ sáng này. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe cả nhà, để mình đợi giờ cái đèn cày xa xa cho ánh sáng nó rộng lên chút. Thì chắc con chú anh chị mình cũng thắc mắc là không biết mình vẽ cái gì đây hả? Dạ. Thì đại khái giống như một bức thư thôi. Cái nhà mình cứ nghĩ như một bức thư thôi. Thì cũng có ngày tháng năm. Và cũng có là tên họ và lý do xin phép được triệu cái linh hồn lên để mà mình muốn làm gì đó thì mình cũng ghi gõ ở đây cả nhà. Giống như mình viết thư mình gửi xuống dưới cho cõi âm. Như xuống địa ngục kia, cho nên mình sẽ niệm chú và đốt bỏ lá thư này, coi như là để gửi xuống như cái nhà. Mình phải đợi cho hết cháy hết lá thư được. Thì khi lá thư cháy rồi á thì theo mình biết á là phải đợi một khoảng thời gian bao lâu đó mình không nhớ, nhưng mà phải đợi một khoảng thời gian thì linh hồn có lên được hay không đó, thì mới biết được. Bây giờ mình sẽ cạnh mặt xíu đi, cô chú mình chú ý cái kia có lên không cái nhà, chút nữa mình sẽ kéo vô đó cái đường này.
Ở nhà thì nãy giờ cô chú anh chị trong này xem, không biết là có vong nào đến đây hưởng đồ cúng hay không, hay hoặc là vong Thí An có được lên đây không cả nhà. Thì nói chung là mình cũng không có dám chắc là vong linh Thí An sẽ được gọi lên đây. Thì cô chú anh chị mình xem coi có gì thì hãy comment với phần bình luận nha cả nhà. Thì bây giờ mình qua đây chờ đợi một xíu xem có vong linh nào trong nhà này hay không. Nếu mà có vong linh nào mới mình cũng sẽ giúp đỡ luôn. Thí An hả? Phải không? Sao thấy mệt mỏi dữ vậy? Ở dưới con bị cuốn độc dữ lắm hả? Con ở tầng mấy? Ồ, tầng 4 là nhẹ hả đó. Không cho ăn hả? Thì phải chịu rồi sao giờ, tại lúc mà cái trước của con là con có tội phải không, nên thì dưới cứ phải trả trả nghiệp. Đúng rồi, thì đã đi trả nghiệp thì ngày nào cũng bị quýnh là phải rồi, hành hạ mà. Hai quýnh phải rồi. Ở dưới đó ai quýnh hình hại hay sao, là cái người quýnh nó hình hại ra sao? Nghe nói là dưới là cái đầu trâu mặt ngựa đâu, phải không? Đầu trâu mặt ngựa là sao, là người tướng thì người ta, mà đầu là con trâu hả? Tướng bự không? Bây giờ thầy hôm nay thầy chịu gọi con lên là chủ yếu là cúng kiến cho con, lại cho con ăn chứ bây giờ thầy đâu có cách nào giúp con được đâu. Con được cúng chưa? Ở dưới họ cho con lên được bao lâu? Ở dưới họ cho con lên được bao lâu? Nhiêu? Một hai ngày hả? 12 ngày đêm. À, là đúng 12 ngày đêm, mai con thấy người kia ngưỡng chứ. Thôi bây giờ con gán ở dưới con trả nghiệp đây, rồi kiếp sau làm người nghe không. Thôi bây giờ cũng gần tới giờ nữa, mà bọc cái máy phía rồi. Cố gắng trả nghiệp xong đi vào thai nghe. À rồi, đậu nghe. Cái nhà thấy không, Thí An mà lên thì được, lên được có nãy giờ tính lên là tại lúc mình làm nghi thức này á, là tầm 11 giờ rồi, mà cái này 11 giờ mấy rồi, cái máy mà ở dưới cho lên đúng 12 giờ phi, phải ngược kỳ ngược kỳ dưới. Và theo chú anh chị mình nghe cũng đã thấy rồi, là cái vong của Thí An á, nói là ở dưới bị đánh đập rất là đau khổ, và ăn uống không cho ăn uống là mọi người hưởng nhang như này nọ đồ rất là mừng. Thì thật sự hôm nay á, mình cũng nghĩ là sẽ không chịu hồi được Thí An, nhưng mà mai thế nào đó không biết mà mình chưa hỏi được. Thì giờ mình nói chung mình không giúp được gì Thế An chứ cả nhà. Bây giờ mình chỉ đốt với tiền bạc cho Thế An thôi. Đây nè, thầy đốt để gửi cho con nghe, với con nhận được con dùng rồi con dùng, chứ thầy cũng không biết là cái này dùng được hay không nữa.
Tại này cũng tập tục thôi. Nên cô chú anh chị á, sống cũng cố gắng làm việc thiện tốt để mà nếu mà xuôi tay nhắm mắt đi cũng còn cái để mà hưởng cả nhà. Thì từ ngày hôm nay á đến đến Tết cho cả nhà là mình sẽ nhận quyên góp của cả nhà để mình phát gạo vào tận dịp Tết năm nay. Thì số điện thoại ở trên màn hình, cô chú anh chị nào muốn góp gió thành bão cùng với Tú á thì có thể gọi số đó nha. À, số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Thì mình cũng được một số anh chị quyên góp ở lần trước mình nói rồi, nhưng mà tại vì mình thấy thứ nhất là cũng gần Noel này nọ đồ rồi, mình thấy cũng bận bịu nên cô chú anh chị chắc có lẽ cũng ít người nào đóng góp đó, là mình cũng tạm dừng. Thì qua Noel rồi thì mình cũng muốn quyên góp lại cho những ai cần như muốn để quyên góp để mà cùng cái Tú phát gạo cho bà con nghèo Tết nay 2024 này cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà thêm nữa rất nhiều. Thì hôm nay mình trở lại ở nhà này và đã chiều hòa được Thế An, cũng đã hiểu được hoàn cảnh của cô bé Thế An ở dưới như thế nào, thì rất là khổ sở. Chào cả nhà, hẹn cả nhà tập sau nhé, bye bye cả nhà.